told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Xin chào quý vị và các quý anh chị và các bạn. Hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi là đang có mặt tại cái dự án Thái Sơn 1 của Bộ Quốc phòng thuộc Nhà Bè, không chị Thùy Vi? Đúng rồi, quý vị anh chị các bạn, thì thấy là cái không khí ở đây khá là mát. Hiện tượng là hôm nay là cái thời tiết cũng không được đẹp lắm, tại vì mình đang quay thì là trời cũng đang chuyển mưa. Cho nên là nó cũng không có đông như bình thường ngày. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ở đây là ở đây rất là nhiều công trình đang thi công, phải không chị Thùy Vi? Xa hơn nữa thì ngay cái tay của Phước Sửu và chị Thùy Vi đấy là một cái công trình gọi là đang ép cọc gần cái trường học của cái khu Thái Sơn 1 này. Là mình sẽ có 5 công trình đang ép cọc, thì một công trình là đang ở cái khu là ngay cái góc đường bên này. Đây. Ngay cái góc đường bên này. Đây là cái đường chính đi vào cái khu làng đại học hiện tại luôn nha quý anh chị và các bạn. Với cái vị trí này á, thì khu cư dân đi qua lại đây rất là nhiều, rất là sung túc. Dự kiến sau này là sẽ là một con đường gọi là tài chính kinh doanh buôn bán, bởi vì nó nối liền đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Lê Văn Lương, phải không chị? Dạ đúng rồi quý anh chị và các bạn. Thì hiện tại á, thì là ở cái khu này á, bình thường là một cái đồng diều, tại vì ngày bình thường nó rất là sung là nhộn nhịp. Hiện tại là do là thời tiết hôm nay là Sủ với Vi đang quay ở một thời tiết là nó không được đẹp lắm, nên là không có ai thả diều, phải không chị? Đúng rồi. Rồi Phước Sửu và Thùy Vi sẽ điểm sơ qua lại cái dự án này để quý anh chị nắm ha. Ở đây đối với cái dự án này khoảng hơn 40 hecta, và ở đây là tất cả ở đây là đều là những cái biệt thự với diện tích là 10 x 25, phải không chị? Gọi là với quy mô là lớn từ 200 đến 300 hecta, phải không chị Thùy Vi? Đúng rồi Phước Sửu. Ở đây thì toàn bộ ở đây là quý cư dân ở đây á, là đều sở hữu những cái diện tích đó là biệt thự hết, và với một cái quy cách xây dựng giống nhau, một trệt hai lầu sân thượng, và với một cái cách xây dựng cực kỳ thoáng thì nó tạo nên một cái khu dân cư là rất là đồng bộ và rất là đẹp. Thì cho em hỏi sơ qua chị Thùy Vi tí xíu là với cái pháp lý của dự án này như thế nào vậy chị Thùy Vi? Thật ra thì hiện tại ở khu vực Nhà Bè của mình á, là nói chung và Sài Gòn mình nói chung, thì hiện tại có rất là nhiều dự án, nhưng mà đây là một cái dự án thật cực kỳ là hiếm hoi, là chắc chuẩn về pháp lý. Tức là bây giờ khi mà khách hàng mình mua là mình có sổ đỏ cầm tay và thời hạn sở hữu vĩnh viễn với cái dự án này. Và hiện tại bây giờ thì đã có nhiều anh chị trong đây là đang xây dựng nhà. Đang xây dựng nhà luôn rồi. Quá tuyệt vời. Thì Phước Sửu là chỉ rõ cho mọi người được cái là cái lộ giới của con đường. Thì đối với những dự án khác thì cái lộ giới đường thì khá nhỏ, không chị Vi? Nhưng mà đối với dự án đây lộ giới đường là đến 12 m, nhưng mà cái lòng đường ở đây là từ 8 m, từ đây qua bên kia là 8 m, nên cái vấn đề gọi là xe cộ đi lại á, thì nó rất là tiện lợi. Ở đây là có thể là 3 xe hơi tránh nhau cũng được luôn. Đúng rồi. Và có một cái vỉa hè rất là rộng, phải không? Là chủ đầu tư quy hoạch đó là theo cái dạng bàn cờ á, nên nó rất là chuẩn và cảm giác như là một khu đô thị rất là chuẩn chỉnh và gọi là rất là đẹp, không chị? Chị Thùy Vi thấy không, ở đây là coi như là quý cư dân về đây là sở hữu những cái lô đất ở đây và xây dựng lên rất là nhiều. Đúng. Hứa hẹn sẽ là một khu dân cư rất là đẹp và tiềm năng tại khu vực đúng này rồi. Như Phước Sửu và chị Thùy Vi đang đứng tại dự án này á, là cơ sở hạ tầng đã xong hết rồi, và một cái điều đặc biệt á, là điện nước âm và có những cái đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng quanh khu vực, phong chị Thùy Vi? Đúng rồi. Chị Thùy Vi suy nghĩ như thế nào khi mà khu dân cư này trở nên là đông đúc, khi mà người dân về xây dựng rất là đông rồi, thì ở đây có phải là một cái nơi là sầm uất kinh doanh mua bán hay không? Hiện tại giờ bên là Vi với Sủ đang đứng ở một cái con đường là gần như là chính. Tại vì bây giờ ngay cái góc ngoài kia nè quý anh chị và các bạn, thì là có một cái căn góc là đang xây dựng, và chủ nhà đang dự định là sẽ là mở một cái quán cà phê lớn ở đó. Thì cái con đường này á, thì bây giờ hiện tại là hồi xưa á, là mình có cái đường B5, nhưng hiện tại đường B5 là đã bị bên dự án Selecta lấy. Do đó thì cái đường này nó trở thành là cái con đường huyết mạch, tức là con đường chính, tất cả mọi xe cộ lưu thông đều đi ngang qua cái đường này hết.
thì cái khu này á, sau này nó sẽ trở thành một cái khu là kinh doanh mua bán và ăn uống của cái khu vực Phước Kiển này đó, tương lai nó sẽ rất là sung tụ luôn á. Quá tuyệt vời chị Tường Vi. Dạ, cho em hỏi sơ qua chị Tường Vi. Dạ. Với cái vị trí của dự án này á, thì nó kết nối vùng như thế nào chị? Di chuyển về quận 1 hoặc là tất cả những cái quận xung quanh đây như thế nào chị Tường Vi? À, thì với vị trí cực kỳ là đắc địa thì hiện tại bây giờ là mình sẽ đi ngang qua nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh để di chuyển về quận 4, quận Nhất và các vị trí trung tâm ở phía trong. Thì nó đang cứng ở cái nút giao thông này thôi. Thì hiện tại bây giờ nếu như bàn giao cái nút giao thông này xong thì khoảng chừng là 2-3 phút là mình đã qua tới khu vực quận 7 mình rồi. Đúng rồi. Và này, điều đặc biệt là từ vị trí này á, là tới xuống cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành, nhà đi về miền Trung hoặc miền Tây hoặc là đi về Cần Giờ tầm khoảng chỉ có 3 phút phải không chị? Đúng rồi, rất là nhanh, di chuyển khá là nhanh. Rồi từ cái vị trí này thì mình có thể kết nối về Bình Chánh phải không chị? Và một cái điều đặc biệt này với vị trí của cái dự án Thái Sơn này thì nó cách dự án 350 hectare của GS tới tầm khoảng có 500 mét thôi phải không chị? Đó. Là khu dân cư Thái Sơn xứng đáng là điểm vàng trong bất động sản khu Nam. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe những chia sẻ cũng như những thông tin mà anh Sử và kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng đã cung cấp. Nếu quý anh chị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về khu dân cư này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới hoặc bình luận dưới video này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.